kỳ cuộc sống và du lịch thân chào và gửi lời chúc sức khỏe, bình an và hạnh phúc đến quý vị cùng gia đình. Hôm nay kênh Hoa Kỳ cuộc sống và du lịch sẽ chia sẻ đến quý vị 10 thành phố thị trấn có chi phí sinh hoạt và giá nhà thấp nhất để sống ở tiểu bang Texas vào năm 2021. Texas là một trong những tiểu bang lớn nhất Hoa Kỳ. Phía nam của tiểu bang giáp với Mexico và vịnh Mexico, người dân ở tiểu bang Texas có thể đến thăm các khu vực khác nhau của tiểu bang để tận hưởng môi trường thời tiết khác nhau, nền văn hóa đa dạng, các khu rừng, bãi biển. Có rất nhiều việc làm ở tiểu bang Texas, đặc biệt là ở các khu vực đô thị. Đó là mặt tích cực. Nhược điểm là cuộc sống ở các thành phố lớn của Texas có thể tốn kém hơn, chi phí sinh hoạt có thể cao hơn. Ở một số thành phố lớn như Houston, Austin và Dallas, có rất nhiều thị trấn và thành phố trên toàn tiểu bang Texas cung cấp một sự thay thế hợp lý cho cuộc sống ở thành phố lớn mà không kém chất lượng. Nhiều nơi trong số nơi này rất an toàn cho các gia đình, có tỷ lệ tội phạm thấp, cơ hội giáo dục chất lượng và khả năng tiếp cận công việc được trả lương cao. Thứ 10 là Frisco. Frisco là một vùng ngoại ô của thành phố Dallas. Với dân số là 155.000 người, những người sống ở Frisco có thể tiếp cận với nhiều cơ hội làm việc cả ở Frisco và gần thành phố Dallas. Đây là một trong những nơi có thu nhập cao nhất để sống ở tiểu bang Texas. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Frisco là 120.701 đồng một năm và giá trị trung bình của một căn nhà là 335.000 đô la. Giá trung bình để thuê một căn nhà một tháng là 1.396 đô la. Thứ 9 là Cedar Park. Cedar Park là địa điểm thuận tiện, chỉ khoảng vài cây số bên ngoài trung tâm của thành phố Austin. Với dân số khoảng 70.000 người, Cedar Park được công nhận là một trong 10 nơi tốt nhất cho cuộc sống gia đình và nơi đây tự hào có bầu không khí thân thiện với gia đình. Với các trường học chất lượng cao, khu dân cư đáng mơ ước và cơ hội làm việc tuyệt vời so gần thành phố Austin và cũng thuộc Texas Hill County xinh đẹp. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Cedar Park là 96.612 đô la một năm. Giá trị trung bình của một căn nhà là 258.200 đô la. Giá thuê nhà trung bình hàng tháng là 1.318 đô la. Thứ 8 là Pearland. Pearland là một vùng ngoại ô đang phát triển mạnh của thành phố Houston với dân số là 114.000 người. Ở gần thành phố Houston, cư dân của Pearland có nhiều giải trí thú vị. Nhiều người đi làm ở trung tâm thành phố Houston, nhưng điều đó không có nghĩa là không có nhiều việc làm ở Pearland. Mua sắm và ăn uống là những hoạt động phổ biến với nhiều nhà hàng địa phương và nhà hàng nhượng quyền thương mại. The Pearland Town là một trung tâm mua sắm phong cách sống ngoài trời. Chơi golf là một trò tiêu khiển phổ biến ở Pearland. Ở Pearland có rất nhiều sân chơi golf. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Pearland là 102.124 đô la một năm. Giá trị trung bình của một căn nhà là 208.900 đô la. Giá thuê nhà trung bình hàng tháng là 1.342 đô la. Thứ 7 là Louisville, tọa lạc tại Dallas-Fort Worth. Louisville với dân số 104.000 người. Đây là một trong những nơi có giá cả phải chăng nhất để sống ở tiểu bang Texas. Và Louisville, gần hồ Louisville xinh đẹp với những công viên xanh tươi quanh năm. Louisville là một thiên đường thư giãn cho người dân, vì ở trong khu vực Dallas-Fort Worth trở thành một nơi lý tưởng cho cư dân đi làm hàng ngày. Có rất nhiều địa điểm hấp dẫn ở địa phương để mọi người thưởng thức, chẳng hạn như một khung cảnh nghệ thuật hấp dẫn, một chuyến đi về quá khứ tại Old Town Louisville và một loạt các lựa chọn ăn uống. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Louisville là 59.964 đô la một năm. Giá trị trung bình của một căn nhà là 172.100 đô la. Giá thuê trung bình một căn nhà là 1.195 đô la một tháng. Thứ 6 là Galveston. Galveston chỉ cách Houston 2 giờ lái xe về phía nam, dọc theo vịnh Mexico. Với dân số 45.700 người, Galveston được biết đến như là một thị trấn nghỉ dưỡng, nhưng các bất động sản bên bờ biển giá cả phải chăng. Đây cũng là nơi sinh sống đáng mơ ước cho bất kỳ ai yêu thích sự gần gũi với đại dương. Ngoài ra còn rất nhiều hoạt động để mọi người làm ở Galveston, tham quan vườn Moody, ngồi trên bãi biển, đến vui chơi tại cầu tàu lịch sử Leisure và hơn thế nữa. Thu nhập trung bình hàng năm ở Galveston cho một hộ gia đình là 42.500 đô la. Giá trị trung bình của một căn nhà là 163.300 đô la. Giá thuê nhà trung bình hàng tháng là 1.102 đô la.
Thứ năm là Odessa. Odessa nằm ở phía tây tiểu bang Texas và có dân số là 116.000 người. Cộng đồng của Odessa rất hòa đồng, gần gũi. Odessa là địa điểm quay bộ phim nổi tiếng Friday Night Lights. Nó cũng được biết đến với văn hóa cao bồi. Thị trấn còn nhiều điều hơn thế nữa, với một số điểm tham quan, chẳng hạn như nhà hát kịch William Shakespeare, miệng hố thiên thạch lớn thứ hai ở Texas và bản sao của Trondheim. Odessa có một nền kinh tế đa dạng và phát triển vượt bậc. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Odessa là 61.541 đô la một năm. Giá trị trung bình của một căn nhà là 136.300 đô la. Giá thuê trung bình hàng tháng cho một căn nhà là 1.284 đô la. Thứ tư là El Paso. Thành phố El Paso nằm dọc theo biên giới của tiểu bang Texas, New Mexico và Mexico. Có dân số là 683.000 người, là một trong những thành phố lớn nhất của tiểu bang Texas. Thành phố El Paso có nền văn hóa phong phú với nền nghệ thuật đa dạng và nhiều hoạt động ngoài trời cho mọi người. Chẳng hạn như là sở thú ở El Paso, nhiều công viên, khu cắm trại và thể thao dưới nước tuyệt đẹp của thành phố El Paso. Thành phố El Paso tự hào có tỷ lệ tội phạm thấp. Đây là một thành phố thân thiện với gia đình để sinh sống. Thu nhập trung bình của hộ gia đình ở thành phố El Paso là 45.031 đô la một năm. Giá trị căn nhà trung bình là 130.900 đô la. Giá thuê trung bình hàng tháng cho một căn nhà là 790 đô la. Thứ ba là Brownsville. Brownsville là thành phố lớn nhất ở thung lũng Rio Grande với dân số là 182.000 người và nằm ở cực nam của tiểu bang Texas, dọc theo biên giới Mexico, nằm cạnh vịnh Mexico. Brownsville còn được biết đến với thời tiết đẹp quanh năm, với một nền văn hóa khác biệt chịu ảnh hưởng của sự gần gũi với Mexico và chủ yếu công dân gốc Tây Ban Nha. Brownsville trở lên sống động về các lễ hội thường xuyên và các cuộc diễu hành kỷ niệm của truyền thống Mexico đã được hòa nhập vào văn hóa Mỹ. Người dân ở Brownsville thích nhiều hoạt động, chẳng hạn như đi biển, phòng trưng bày nghệ thuật, bảo tàng lịch sử và khu bảo tàng động vật hoang dã. Brownsville còn được gọi là thủ đô hoàng hôn của thế giới vì cảnh bình minh và hoàng hôn tuyệt đẹp. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Brownsville là 35.636 đô la một năm. Giá trị trung bình của một căn nhà là 85.900 đô la. Giá thuê trung bình hàng tháng là 683 đô la. Thứ hai là Breckenridge. Breckenridge là một thị trấn nhỏ ở phía bắc trung tâm của tiểu bang Texas, với dân số 6.000 người. Đây là thị trấn của quận Tipton, tự hào có cơ hội việc làm và giáo dục chất lượng cao. Đây là một nơi tuyệt vời cho các gia đình. Thị trấn nằm ở vị trí hoàn hảo giữa ba hồ nước xinh đẹp và nhiều người dân thích săn bắn. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Breckenridge là 41.867 đô la. Giá trị trung bình của một căn nhà là 62.700 đô la. Giá thuê nhà trung bình hàng tháng là 668 đô la. Thứ nhất là Pico. Pico là một thị trấn biên giới nhỏ của tiểu bang Texas, với dân số là 9.800 người. Đây là nơi có giá nhà rẻ nhất của tiểu bang Texas. Là một thị trấn nhỏ, Pico được biết đến với bầu không khí thân thiện. Hầu hết mọi người ở Pico hỗ trợ bản thân thông qua trồng trọt và nông nghiệp. Nếu các bạn đang tìm kiếm một cảm giác thị trấn nhỏ ở tiểu bang Texas, Pico là một lựa chọn phù hợp. Thu nhập trung bình của một hộ gia đình ở Pico là 54.967 đô la một năm. Giá trị trung bình của một căn nhà là 54.200 đô la. Giá thuê nhà trung bình hàng tháng là 550 đô la. Đó là những chia sẻ của kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch, gửi đến quý vị 10 thành phố và thị trấn có giá sinh hoạt thấp nhất và cũng như giá nhà rẻ nhất của tiểu bang Texas. Hôm nay kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch ngừng ở đây. Thân chúc quý vị cùng gia đình thật nhiều an lành và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong video kế tiếp. Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị đã dành cho kênh Hoa Kỳ Cuộc Sống và Du Lịch.